Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng qua đời đã để lại trong lòng người hâm mộ và giới nghệ sĩ lòng tiếc thương vô hạn. Gia đình đã có thông báo về thời gian diễn ra tang lễ của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Theo đó, tang lễ của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng dự kiến sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội vào lúc 7 giờ 30 phút đến 9 giờ ngày 20 tháng 2, tức mùng 9 Tết. Cố nghệ sĩ sẽ yên nghỉ tại quê nhà Hưng Yên. Trước đó, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã rút hơi thở cuối cùng vào lúc 14 giờ 15 phút tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương, khiến nhiều người bàng hoàng. Cho tới tận những giây phút cuối đời, cố nghệ sĩ vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật với vai diễn trong Trở về giữa yêu thương và vai diễn trong phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 5. Chưa kịp ra mắt do vướng dịch Covid-19, rất nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, người bố đầy kính mến của lớp diễn viên như Bảo Thanh, Quốc Trường, Thanh Hương. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội và từng giữ chức giám đốc nhà hát kịch Hà Nội giai đoạn 2007 đến 2017. Năm 2007, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, danh hiệu cao quý nhất của nhà nước trao tặng cho Hội Văn nghệ sĩ. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng được biết đến với nhiều vai diễn đa dạng, màu sắc trên cả lĩnh vực sân khấu lẫn truyền hình. Một trong những vai diễn gần đây của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng gây ấn tượng mạnh với khán giả chính là vai ông trùm Phan Quân trong Người Phán Xử, ông Luật trong Về Nhà Đi Con và Chủ tịch tỉnh trong Sinh Tử. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý cũng chia sẻ thêm rằng di nhiệm cuối cùng của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng là tang lễ của mình được tổ chức một cách ấm cúng, giản dị, không ồn ào và không bi lụy. Lúc anh Dũng mệt, anh dặn là không muốn ầm ĩ mà chỉ muốn tổ chức đám tang của một nghệ sĩ giản dị, ấm áp. Hôm nay, anh Trung Hiếu có nói với chúng tôi ý tưởng lấy một vở kịch anh Dũng từng đóng vai chính là Tiếng Đàn Vùng Mê Thảo để tổ chức tang lễ cho anh ấy. Không phải là diễn lại vở kịch mà chúng tôi sẽ mặc trang phục trong vở kịch để tiễn anh ấy. Vì theo kịch bản, đến cuối cùng nhân vật bá nhỡ của anh Hoàng Dũng qua đời. Tất nhiên, chúng tôi cũng chỉ mới nói với anh ông thế thôi chứ chưa bàn bạc thống nhất gì cả. Dù thế nào, chúng tôi đều hy vọng có thể cùng nhau tổ chức được một lễ tang thật là trân trọng, giản dị theo như tâm nguyện của anh Dũng trước khi qua đời. Mọi thứ cũng phải cân nhắc sao cho thật trọn vẹn và phù hợp. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cho biết, anh cùng tập thể nhà hát sẽ đứng ra chủ trì tang lễ của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Tâm nguyện của anh chị em trong nhà hát kịch Hà Nội là muốn biến nhà tang lễ trở thành một sân khấu trang trọng, giản dị, ấm áp như tâm nguyện của cố nghệ sĩ. Theo nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, lễ tang sẽ có một trích đoạn ngắn của vở kịch Tiếng Đàn Vùng Mê Thảo cùng với ca khúc trong vở kịch. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.